hai ngày một đêm. Hiếu thứ hai, anh trưởng Giang khiến tôi khóc mà không hiểu lý do. Hiếu thứ hai đã có những chia sẻ về lý do khiến anh rơi nước mắt, cũng như sự thay đổi của mình trong hai ngày một đêm. Trở lại hai ngày một đêm mùa 2, Hiếu thứ hai có gì thay đổi? Sau mùa 1 và mùa lễ hội, tôi nhận ra mình còn thiếu sót rất nhiều điều, nhất là sức khỏe và sự hài hước. Tôi đã trau dồi bổ sung những điều đó để trở lại mùa 2 của hai ngày một đêm. Mùa 1 hơi ốm, đến mùa này tôi giảm xấu ký nhưng tăng cơ, nên sức khỏe được cải thiện. Còn sự hài hước được bổ sung thế nào thì xem những tập đầu tiên của mùa 2 mọi người cũng đã thấy. Khoảnh khắc Hiếu thứ hai khóc trong tập 30 năm đang được quan tâm. Điều gì khiến bạn rơi nước mắt? Ban đầu tôi nghĩ về 6 anh em 2 ngày 1 đêm, hiện tại đang chơi cùng nhau tại đây rất vui, cảm giác sẽ đến nào nếu sau này không còn đồng hành cùng nhau nữa. Nhưng điều đó không làm tôi khóc, có lẽ vì không khí đang vui nên khó rơi nước mắt. Do đó tôi nghĩ về gia đình nên dễ khóc hơn. Vừa nghĩ về gia đình tôi vừa nhẩm trong đầu câu hát Everything Will Be Okay. Cứ như thể nước mắt tuôn ra. Vì sao khi được Trường Giang hỏi thêm bạn lại khóc nhiều hơn? Lúc đó anh Giang hỏi dồn dập, sao khóc vậy, kể anh nghe đi. Cảm giác của tôi khi đó giống như một đứa bé bị té. Nó chỉ mếu thôi và có thể đứng dậy được, nhưng khi ba mẹ dỗ dành nó sẽ khóc to hơn. Tôi cũng vậy, lúc đó tôi không kìm được và khóc mà không biết vì sao khóc. Có vẻ giữa bạn và Trường Giang có sự kết nối đặc biệt. Trong giàn cát, anh Giang là người anh cả, tôi dành sự kính trọng đặc biệt cho anh Giang. Từ những ngày đầu tiên, những cuộc trò chuyện với anh Giang giúp tôi gỡ những nút thắt để tôi có thể hòa nhập với chương trình. Đó là lý do tôi quý anh Giang nhiều đến vậy. Chắc anh Giang cũng thấy được tâm tình của tôi và nguồn năng lượng đó được phản chiếu lại, nên tôi được anh Giang ưu ái nhiều hơn. Trong tập 30 năm, Hiếu thứ hai chia sẻ, học được nhiều điều từ các anh em. Cụ thể bạn bị ảnh hưởng từ giàn cát những điều gì? Mỗi anh em đều có những điều khiến bản thân hối hận, nếu được quay về quá khứ chắc chắn sẽ sửa. Tôi nhìn vào những điều đó để sửa cho bản thân ở hiện tại. Tôi chỉ mới 24 tuổi, còn rất nhiều thời gian để làm tốt hơn. Ví dụ như yếu tố sức khỏe, khi nghe chia sẻ các anh em, tôi cố gắng nâng cao sức khỏe. Đặc biệt là về gia đình, các anh thường chia sẻ rất nhiều về gia đình. Khi nghe câu chuyện của gia đình mọi người, tôi chợt nhận ra mình chưa nghĩ về vấn đề này. Tôi học được rất nhiều bài học hay từ các anh, chơi với các anh lớn có lợi thế như vậy.